345天 Ngày 345 Anh nghe và nhắc lại cách nói Chú trả lại cháu 460.000 đồng Sư sư cháu nhí 46 vạn tuần Sư Sư Cháu Nhí Sư Sư Liệu Vạn Tuần Sư sư cháu nhí 46 vạn tuần 叔叔找你46万吨。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thuận theo con đường này. 顺着这条路 Trừ giày cao gót 除了高跟鞋 Hy vọng 希望 Chất liệu vải sờ lên 面料摸起来 Liệu có trông béo hay không? Liệu có vẻ béo hay không? 会不会显胖 Sẽ có vẻ chân ngắn 会显腿短 Trên mắc viết là bao nhiêu tiền? Biêu chiên sang xie de shi duo shao qian? Chuyên tâm lựa chọn. Chuyên xin theo. Đại thu hoạch. Đa sâu huo. Mình trả lại bạn 300.000, hãy nhớ dùng nín cho lịch sự. 我找您30万 Đã học mấy năm tiếng Trung rồi? 学了几年中文了 Đi từ từ thôi 慢走 Nếu không thì 要不 Chắc chắn sẽ, khẳng định sẽ 肯定会 Hài lòng 100% 100%的满意 Yên tâm 放心 Tiền lẻ 零钱 Ngày lễ 节日 Càng nhiều càng tốt. Yue duo yue hao. 502.000, nguyên văn là 50.000. 50.000 tuần. 460.000. 46.000.